Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Bố ơi, con vừa thấy bố tập dưỡng sinh rồi bố tập cái thế như này thì là thế gì đấy hả bố? Thế đấy là tao tự nghĩ ra nhá. Tao đặt tên nó là thế thích thì bốc. Nhưng mà bố bốc bốc này là bốc cái gì? Bốc mày thích bốc cái gì thì bốc. À, còn biết là bố bốc cái gì rồi. Khiếp. Hả? Bốc 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 cái gì hả? Thế mày bảo tao bốc cái gì? Bố bốc 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 cô lành đúng không? Mày vớ va vớ vẩn gì rồi suy diễn lung tung. Nếu mà bốc cô lành thì tao bốc kín đáo thì tao bốc lộ liễu ra để bàn dân thiên hạ nhìn thấy à? Mà cái mồm mình nói bé bé thì bây giờ người ta nghe tiếng người ta lại bảo tao là lẳng lơ đĩ thoã. Thôi thì bố tiếp tục bố tập dưỡng sinh đi để con đi tắm rồi xong con giặt giũ luôn. Rồi mày cứ đứng đấy bố bảo nhé. Bây giờ mày đi tắm xong này, mày lại giặt này, vừa mất thời gian lại vừa lãng phí nước với lại xà phòng. Mày cứ đứng đấy bố bảo. Bố nói thế con chả hiểu cái gì nữa. Bố giải thích lại rõ được không? Thôi thôi thì bố mày nổ thẳng vào mặt mày thế này nhá. Mày cứ đứng đấy. Xong bố cầm vòi nước bố phun vào mày nhá. Bố phun vào mày xong mày vừa đứng mày vừa kỳ cọ mày vừa xoa này này vừa sạch người này lại coi như giặt luôn quần áo này. Đỡ tốn nước đỡ tốn xà phòng vẫn lượng nước đấy đúng không đấy vừa sạch người này vừa sạch quần áo này xong cứ thế là đi phơi luôn. Bố ơi ai lại làm thế, trần đời con chửa thấy ai làm như thế bao giờ đâu. Chửa ai làm thì tao làm. Mày lôi thôi đứng im đấy. Nào đấy mày đứng im đấy nhé để bố phun. Đấy kỳ quạ đi. Kỳ quạ đi. Nào nào mày nhảy đi, nhảy 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 đi, nhảy để cho nó ghét nó rơi xuống khổ lắm đấy, nhảy đi đúng rồi nhảy đi. Bố ơi, bố tắm cho con kiểu này cứ như là bố tắm cho lợn.